tuổi tình. Đời con gái cũng cần dị phái, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt cô cạn, khi xa đời thương chưa đàn con. Chiều người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đau. Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đã. Lời nói trên môi ngày xưa có còn được. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Quý vị và các bạn vừa ngắm nhìn cũng như thưởng thức một đoạn âm thanh của bộ âm thanh cao cấp mà Hùng Huyền Đông Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Bộ âm thanh mà quý vị và các bạn vừa chiêm ngưỡng là cặp loa Tannoy Tuberi SE kết hợp với chiếc âm ly Acouphase E407. Đây là một bộ âm thanh cao cấp được rất nhiều anh em yêu audio quý mến và muốn sở hữu bộ âm thanh này. Tuberi SE là một trong những mẫu loa mà khi nhắc đến Tannoy là họ sẽ nghĩ đến ngay đến một cặp loa bình dân so với giá trị của hãng Tuberi SE. Hiện nay cặp loa này đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 92 triệu và chiếc âm ly Acouphase E407. Vâng. Cặp loa E, xin lỗi, âm ly Acouphase E407 đang được bán tại đây với giá là 85 triệu. Cặp loa 92 và âm ly là 85. Nếu để thưởng thức âm thanh thì đây là một âm thanh rất đáng để quý vị và các bạn trưng bày và thưởng thức. Âm thanh thì rất tĩnh lặng, rất ngọt ngào. Đây là một cặp loa đẹp như mới mà rất lâu rồi Hùng Huyền Đông Anh mới có dịp để khoe với quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu, xin mời liên hệ qua số điện thoại 0984285477 hoặc xin mời quý vị và các bạn xem hàng trực tiếp tại Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh, số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Tại đây, Hùng Huyền Đông Anh có rất nhiều sản phẩm từ bình dân đến cao cấp để phục vụ quý vị và các bạn yêu âm thanh trên mọi miền của Tổ quốc ở mọi phân khúc giá từ bình dân đến cao cấp ạ.
quý vị và các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn nhận được thông báo khi có video mới nhất do Hùng Huyền Đông Anh phát hành mỗi ngày. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.